Visualize, đúng không nào? Vậy là cái từ chính sẽ đọc được nhấn mạnh visualize. À rồi the, in gì đó, những cái đó là cái phụ quả thôi à, không có cái từ đó mình nghe cũng được mà ha. À, người ta chỉ cần nghe cái ý chính thôi, là người ta muốn nói về vấn đề gì thôi. Còn những cái vụ mà gọi là rau ria thêm mắm dặm muối thì người ta đọc nhỏ không đọc lớn. With you, là cái kiểu người ta nói như vậy ha. Vậy bạn sẽ ghép lại một câu thì bạn sẽ nghe ha, nó vừa có lên xuống nhưng nó sẽ lên vào những từ quan trọng. Vậy trong cái câu đó từ nào quan trọng? Từ like, có thích không? Động từ. Thứ hai, thích cái gì? Chính là cái từ chính á, cái danh từ chính mà mình muốn nói á. Thích chuối không? À, bạn có thích chuối không? Đó là những cái từ từ thích với từ chuối là từ quan trọng sẽ nhấn cao ha. Và trong cái từ chuối đó thì mình đã biết rồi, bình an nè là nhấn cái âm hai ha, thì đọc đúng cái từ đó thôi. Rồi tiếp theo, đôi khi có những cái từ hoàn toàn khác nhau nhưng lại phát âm một cái kiểu giống nhau, là bởi vì nó có những cái âm yếu đi hỗ trợ kèm theo để ghép lại nó trùng. Ờ mà như dù cái trường hồi nãy chính là gì? Can you wait a minute? Wait a minute. Đó, vậy là cái âm yếu, âm phụ là âm ờ đi kèm theo nhưng mà ghép vần vô là bị trùng. Với cái chữ waiter có chữ bồi bàn, phục vụ, hay là is it the waiter? Quê to, quê to, con đường đến trường, con đường đến trường, bản chất là quê to. Nhưng mà khi đọc người ta đâu có đọc là quê to, hồi nãy mình nói chữ tờ o đọc là chữ tờ. Như vậy ở đây ghép lại cũng là quê to. Vậy ba trường hợp này tất cả đều gọi là quê to hết. Where the quê to, phục vụ đâu rồi? It is quê to school. À, quê to luôn. Rồi, đây có phải là con đường đến trường không? Đó, can you wait a minute? Đó, lại là waiter. Bạn có thể chờ một phút, chờ một chút đi. Đó, đấy, ba trường hợp này đều waiter. Vậy thì theo ngữ cảnh, khi người ta nói waiter mà phía sau lưng là the school, một cái địa chỉ, một cái nơi chốn nào đó, thì đây là con đường đi đến. Còn nếu người ta nói chữ waiter mà phía sau có thời gian, như vậy thì có nghĩa là chờ đợi theo thời gian. Còn người ta hỏi waiter cái gì đó thôi, có nghĩa là người ta đang kêu phục vụ. Ok. C. 9. Where's the waiter? Is this the way to the school? Can you wait a minute? Đấy, ha, bạn sẽ nghe ba cái như nhau. Exercise 25. Chúng ta sẽ làm bài tập số 25. Trong bài tập này, nhiệm vụ hết sức nhẹ nhàng. Có hai cái list, hai danh sách bên trái và bên phải. This one and list two. À, list số 1 là một số câu, list số 2 cũng một số câu. Và bạn hãy nghe cho kỹ và bạn sẽ nối giữa cái list 1, list 2 những câu nào mà trong đó nó có những cái từ phát âm giống hệt nhau. Ví dụ người ta đã dùng cho mình là where the waiter, can you wait a minute? Đúng không nè? Đó là waiter, waiter là hai cái từ khác nhau nhưng phát âm giống nhau. Vậy tương tự bạn hãy đọc list bên dưới để mà mình chọn ra ha. Và ở đây đã hỗ trợ cho bạn bằng nghe để mình sẽ chọn nhanh hơn. C. 11. Where's the waiter? Can you wait a minute? Not at all. You'll see a tall building on your left. Look in the cellar. I'm trying to sell a house. It takes a long time. Walk along the beach. Smoking isn't allowed. I heard a loud noise. I'd like to live in a newer house. My father knew a lot about music. Now, try 25. À, cho bạn nghe một lần thôi, bởi vì cái dòng câu người ta nói rất là dài nên thật ra là bạn đã ghép được rồi. Được chưa nào? Ha, vậy ở đây chúng ta sẽ thấy nè, waiter, waiter là cái chuyện hai thằng này là đồng âm, kiểu phát âm giống nhau. Tiếp theo, not as on, không có chi, đúng không nè? Nhưng vì đọc nối vần, chỗ này sẽ đọc là not at all, at all.
Vậy bên kia đọc là gì? Eurasy atone, 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 hai bên như nhau cũng atone, nghe không có được. Tiếp theo, looking the cellar. À, cellar, nhìn lên lịch kìa. Looking the cellar. I'm trying to sell a cellar house. Có nghĩa là bán một ngôi nhà, nhưng mà đọc nói vần thành cellar. Bên này cellar, bên kia cũng cellar. À, tiếp theo, it takes so long. It takes so long. Work along, work along, takes along, work along. Hai thằng đều là along, along. Không biết along nào tách ra, kia nào along cái bên. Thì along sẽ tách ra nếu như phía sau là thời gian, một khoảng thời gian, a long time. Còn along mà viết liền kia chính là gì vậy? Đi dọc. Như vậy phía trước phải là một cái động từ mà thể hiện cái sự dọc, dài dọc gì đó. Walk along, đi dọc bờ biển. Ồ không nè. Rồi tiếp theo, allow, allow. Một cái là hút thuốc là không được phép ở đây nha. À, không có cho hút thuốc đây đâu nha. Allow, bên kia là gì? Tôi nghe một cái tiếng động lớn, a loud noise. À, allow, hai cái kìa lớn. Nhưng mà tại vì đọc nói dần như thân của mình, allow, bên kia allow, hai thằng như nhau. Rồi, cái câu cuối là gì? Nearer, nearer, nearer. À, bởi vì cái gì vậy? W là âm gì? Âm câm. Không nè, nên hai này đọc giống như nearer, nearer, nearer như nhau luôn. À, nên mình nghe nhầm. À, đó, vậy đây là những cái trường hợp mà người ta nhắc nhở mình để mình tránh nhầm lẫn khi nghe về tiếng Anh. Lesson 11 now. Net learning is single auditory. À, chấp nhận độc thân hay quay lại cùng nhau. Thank you, Jen, for the pictures. Goodbye, see you again.